Chiều nay tại sân bóng Edison Eco Park, huyện Văn Giang đã diễn ra giải bóng đá Eco Park Hưng Yên League 2022. Giải do câu lạc bộ bóng đá Huy Tài Dạ Biển phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Eco Park tổ chức nhằm mục đích tổ chức buổi bóng đá thường niên, rèn luyện thân thể và phát động phong trào thể thao, tăng cường giao lưu đoàn kết, tạo sân chơi lành mạnh cho các đơn vị trong khu đô thị Eco Park nói riêng và trong tỉnh Hưng Yên nói chung. Đây là giải bóng đá tiền thân của bóng đá Văn Giang Open 2020. Giải bóng đá Eco Park Hưng Yên League 2022 HILS1 gồm 8 đội thi đấu vòng tròn, áp dụng theo luật thi đấu bóng đá 7 người của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.